Hai anh em thấy gì đây không? À, cái phụ kiện mà mình rất là mong chờ khi mà DJI bán ra cái chip Pocket 3 thì mình biết chắc là kiểu gì họ cũng sẽ có cái DJI Mic 2, và bây giờ thì nó đã nằm trên tay của mình đây. Cái sản phẩm này nó có cái gì mình cũng sẽ so sánh luôn với lại cái chiếc DJI Mic đời đầu để xem là cái đời 2 này nó có cải tiến cái gì không. Chúng ta vẫn sẽ có hộp sạc, vẫn thu âm với lại chất lượng cao 18 giờ. À, cái này nâng cấp nha, 18 giờ so với 15 giờ. Một vài cái phụ kiện bên trong, cổng C, cổng Lightning, có cái hộp carry bag luôn nha, giống như ở trên con Pocket 3, và một vài cái thứ linh tinh khác thôi. Cái sẽ khui hộp ra, cái hộp màu trắng rất là đẹp, giống như truyền thống của DJI, họ đóng gói rất là gọn. À, bên trong này để xem còn cái gì nữa không. Sách giấy hướng dẫn sử dụng, một vài cái sticker nhỏ nhỏ. Về cơ bản chất liệu hoàn thiện nó cũng như nhau, cái zipper ở đây nó cũng được đóng lại để chúng ta có thể chống nước. Nhưng mà cái hộp của con Mic 2 thì nó nhỏ hơn. Đó, nhỏ hơn chút xíu thôi. Đó, mình rất là thích những cái hộp dạng kiểu như thế này. Đây cũng là một cái món phụ kiện. Mình nghĩ là anh em khi nào mà mua những cái sản phẩm của DJI sẽ cực kỳ thích luôn. Họ luôn chăm chút những cái món phụ kiện đi kèm. Như mình đã nói nè, bên trong có những cái lớp để chúng ta bảo vệ, tránh làm cho những sản phẩm nó gây trầy xước cái như thế nào đó. Cái sợi dây sạc USB-C. Nhưng mà đầu còn lại vẫn là USB-A. Mình không thích lắm, nếu mà giá như là hai đầu USB-C thì sẽ ok hơn. Hút ẩm, cái này là cái lọc gió, một cái lọc gió khác, vẫn còn một cái sợi dây TRS, nó được làm khác so với cái sản phẩm đời trước. Để mình lấy cái con DJI Mic ra cho anh em coi thử, ngay từ cách đóng hộp là nó đã khác rồi. Hồi trước là để trong một cái bịch nhỏ nhỏ giống này, chúng ta sẽ lấy ra và chúng ta sẽ lấy cái sản phẩm ra, trong khi bây giờ anh em thấy hai cái sợi TRS nó khá là khác nhau. Cái sợi cũ thì nó được làm thẳng, nhưng mà bây giờ là cái sợi mới nó được làm hình chữ L. Thì đây là cái phương thức làm mà để chống gãy, và mình thấy là cái sự nâng cấp này nó rất là đáng giá. Tại vì có rất là nhiều anh em mà mình biết họ cắm vô trên những cái máy ảnh để họ quay phim, cho nên là những cái sợi dây chữ L này nó tránh va chạm những cái sản phẩm khác rất là nhiều. Quay trở lại với sản phẩm chính, đây là cái chiếc DJI Mic 2 và đây là cái chiếc DJI Mic đời đầu. Cái ngoại hình nó khá là khác biệt nhau ha, nó được làm dày hơn, to hơn. Và thay vì cái chất liệu nó hơi bóng bóng nè, mình chạm vào cái vân tay mình nó sẽ xuất hiện ở đây, nhưng mà ở trên đây thì nó được làm nhám hoàn toàn, sờ vô rất là phẳng phiu, rất là đã, cảm giác mát lạnh. Trong khi cái con này thì nó sẽ hơi nhựa hơn tí xíu, và những cái đường vân sọc chạy dọc ở đây nó cũng đã thay được bằng cái chất liệu phẳng hết tất cả mọi thứ như thế này luôn. Các góc á, nếu mà được bo tròn á, thì trên này là nó được làm thẳng hơn, cái ngàm phía sau nó cũng lớn hơn. Vẫn là cái cổng USB-C. Ở bên dưới á, những cái chân cao su á, nó được làm một cái mảng to lớn ở trên con DJI Mic 2, trong khi cái con đời cũ thì nó chỉ là một cái đường cao su khá là nhỏ thôi. Đó, cách mở nó cũng khác nha. Ở cái con sản phẩm cũ á, thì chúng ta sẽ mở bằng cách nam châm. Có nhiều lần mình để trong ba lô hay là những cái túi xách của mình á, thì mặc dù nó có nam châm hít nhưng mà nó hít rất là nhẹ, cho nên là vô tình những cái sản phẩm mình để nó đụng chạm nhau các thứ thì nó sẽ bị mở ra. Nhưng mà ở trên cái con DJI Mic 2 thì nó sẽ không như vậy, anh em phải bấm xong rồi em mới mở ra được. Anh em nghe cái tiếng đóng mở của nó không? Đó, mình phải bấm vô thì mình mới mở ra được. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem bên trong là nó có cái gì. Đầu tiên là thấy nó có sự khác biệt rồi nha. Cái con DJI Mic đời đầu á, anh em để cái sản phẩm nó quay theo cái hướng này, tức là cái mặt nam châm nó hướng ra phía bên ngoài, trong khi cái con DJI Mic đời 2 thì cái mặt nam châm nó hướng vào phía bên trong. Đó, đó là sự khác biệt đầu tiên. À, bên trong này mình thấy có xuất hiện của những lớp cao su nè, anh thấy không? Nó bảo vệ cho cái phần đầu Mic TX này, bởi vì cái Mic TX nó không còn được làm một cái khoét lỗ giống như là cái con sản phẩm đời đầu nữa. Bây giờ toàn bộ cái phần trên của nó đều được đục lỗ để chúng ta có thể thu vào được. Bên trong thì về cơ bản á, nó vẫn sẽ là một cái Mic RX nè, hai cái Mic TX giống như thế này, và những cái cổng USB-C, cổng Lightning, cơ bản là không có gì mới hơn cả. Để mình xem cái chất liệu nó có khác cái gì hay không. Về cơ bản nó vẫn vậy, nó chỉ là hai cái miếng cao su phía bên trên này có xuất hiện thêm. Mình rất là thích cái chi tiết này, họ chăm chút kỹ lưỡng hơn. Thì mình thấy nó mờ, nó đẹp hơn rất là nhiều so với cái phần bên này á, nó làm hơi bị cao su quá. Đầu tiên thì chúng ta hãy tới với cái Mic RX ha. Cái này thì nó được làm dẹp hơn, mỏng hơn, trong khi cái này được làm dài hơn. Đó, cái chất liệu anh em cũng thấy khác. Bên này thì nó có những cái đường vân sọc giống như cái bên ngoài hộp của nó, còn cái này thì là một cái mặt trơn láng thôi. Cái cổng out để kết nối với dây TRS bây giờ nó đã được làm màu cam rồi nè. Nó khác biệt so với cái cổng gắn tai nghe vào. À, và một cái đặc biệt thích nha. Mình thích cái chuyện là có cái chân cao su ở trên cái Mic TX này, và bây giờ nó đã được làm gắn liền. Nó không như là cái Mic cũ. Cái Mic cũ thì nó rất là khó tháo. Anh em tháo ra nó mất luôn cái chân cao su. À, trong khi cái này á, khi mà chúng ta tháo cái phần phía bên dưới này ra, cái chân cao su nó vẫn gắn liền nha. Và nó tháo bây giờ dễ lắm anh em. Trời,
gắn ra gắn vô dễ như không à, trong khi cái này gắn ra gắn vô nó rất là khó luôn. Mặc dù về cái phần chi tiết bên trong á, mình thấy nó cũng y chang như vậy thôi, nó không có khác gì nhau hết á. Nhưng mà sao một cái gắn dễ và một cái gắn khó, chắc DJI họ đã tinh chỉnh về kích thước chi tiết nhỏ nhỏ bên trong để cho nó có cái sự khác biệt này. Bên này thì chúng ta sẽ có một rút nguồn nè, được làm nhạt nhẹt chứ không phải là tròn giống như cái đời cũ nữa. Và cái cổng USB-C á, thay vì nằm chung phía với lại nút nguồn, nó đã được chuyển sang cái phần ở phía sau rồi. Để mình bật cái màn hình lên cho anh em coi thử, bật nút nguồn lên. Cái màn hình bây giờ nó đã được tăng kích thước lên so với sản phẩm đời cũ, lên thành 1.1 inch, và đây là một trong những cái màn hình mà mình cảm thấy là dễ sử dụng nhất trong một cái kích thước nó rất là nhỏ như thế này. Anh em vuốt là nhận, anh em chạm là nhận, làm tất cả mọi thứ nó rất là dễ dàng, rất là dễ luôn. Màn hình cảm ứng mà mình chưa bao giờ mình sử dụng cái màn hình cảm ứng nào nhỏ mà nó hay tới như vậy. Đó, bên cạnh thì chúng ta sẽ có thêm một cái nút mới. Ở trên cái RX cũ thì nó không có, đó là một cái nút xoay được làm cái vòng dial màu cam lên từng nấc, anh em có thể nghe thấy tiếng không? Từng nấc, từng nấc, từng nấc. Rất là hay luôn. À, mình vặn tới đâu mình biết tới đó. Thật là thú vị, những cái chi tiết nhỏ 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 như thế này làm nên một cái sản phẩm hoàn thiện, nó rất là chỉnh chu của DJI. Và cái mic này á, anh em sử dụng á, nó có nhấn xuống được nha. Đó, nó nhấn xuống nè. Để anh em có thể chuyển đổi giữa các kênh TX1, TX2 với lại RX, rồi anh em có thể chuyển âm lượng này nọ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tới với cái mic TX ha. Anh em có thể thử tưởng tượng ra như thế này. Đây là một cái mic mà đã đi kèm theo cái chiếc Pocket 3 đã được bán ra trong suốt 2 tháng nay. Và rất là nhiều anh em săn lùng nó bởi vì cái chất lượng của nó quá tốt. Thì đây, bây giờ nó đã có mặt cho anh em rồi đây. Nó đã có rời, thậm chí là cả hai cái trong một cái hộp luôn. Cho nên mình luôn luôn khuyên anh em, nếu mà mua những cái sản phẩm của DJI á, em nên mua cái bản combo. Về cơ bản thì những cái thay đổi không có quá nhiều. Nói chung là nó là một cái mic của cái con Pocket 3 thôi. Và bây giờ nó được mang lên đây. Ở bên trước anh em có thể thấy là nó được làm trong suốt, thay vì một cái màu nhám giống như cái sản phẩm đời cũ. Và ở đằng sau nó vẫn là cái cơ chế nam châm cũng như là cơ chế kẹp ha. Mình rất là thích cái cơ chế nam châm này. Đó, hít vào nhau. Nhưng mà cái sản phẩm đời cũ tụi mình đã xài rất là lâu rồi, 2 năm nay rồi. Và nó bị cóc hết cái phần sơn của phần nam châm trên cái mic đời cũ ra. Và mình nghĩ là cái sản phẩm đời mới này nó cũng sẽ chịu chung cái tình trạng như vậy. Tại vì cái mic của trên Pocket 3 mà mình sử dụng hàng ngày nó cũng đã bị chóc ra hết rồi. Còn về mặt các cổng kết nối thì ở bên trên này chúng ta vẫn sẽ có cái lỗ 3.5mm nè. Để anh em nào thích thì có thể gắn thêm mic lav vào. Hay là đáng tiếc là DJI không có trang bị cho anh em cái sợi dây mic lav rồi. Chúng ta nếu muốn sử dụng thì phải mua rồi. Ở trên này chúng ta sẽ có cái nút pair, cái nút nguồn nè. Bật lên thì cái đèn nó sẽ sáng. Cái đèn này nó có độ sáng mình nghĩ là rất là tốt, tại vì trong đêm những cái cảnh quay tối mình thấy nó vẫn rất là sáng luôn. Ở bên dưới này sẽ là chân tiếp xúc để sạc. Bên này chúng ta sẽ có thêm một nút nhấn được làm đỏ lên, nhấn vào thì anh em sẽ bắt đầu thu và sẽ có thêm một cái cổng USB-C. Đó, về cơ bản hai sản phẩm nó sẽ như thế này thôi. Anh em có nhớ cái đợt mà mình test con DJI Mic 3 xong mình ngồi trên xe máy mình gắn cái lọc gió vô mình quay mình test thử cái âm thanh coi cái chất lượng của nó ra sao cho anh em nghe không? Đó. Mình đang chạy ở ngoài đường ha, và bây giờ anh em có thể nghe được cái tiếng của mình thông qua cái mic mình đang gắn ở phần cổ như thế này. Rồi, đây là một trong những cái đoạn khá dài, khá vắng và không có đèn đỏ. Mình sẽ chạy ở cái mức là 60 km/h là cái mức cho phép của cái đoạn đường này, để xem thử là cái khả năng lọc tiếng của chiếc mic 2 nó tốt như thế nào. Lúc đó là mình xài đúng cái combo này luôn, cái lọc gió mình gắn ở phía bên trên này. Cái cơ chế nam châm này nó rất là tiện luôn, tại vì anh em không chỉ để ở bên trong bên ngoài túi áo hay là ngược lại giống như thế này, nếu mà cần giấu đi anh em có thể gắn cơ chế nam châm này ở trên một cái góc nào đó của phòng thu, anh giấu luôn cả cái mic hoặc là gắn trên tủ lạnh những anh em nào mà quay ASMR. Nói dông nói dài những cải tiến về mặt ngoại hình như vậy thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với những cái thứ mà DJI nâng cấp bên trong. Đầu tiên là dung lượng sử dụng. Họ nói cái dung lượng cái mic đời cũ là nó chỉ 320 mAh, thì bây giờ nó được nâng lên thành 360, và cái thời gian sử dụng của chiếc mic này á, nó đã được nâng cấp từ 5.5 giờ lên thành 6 tiếng. Mình sẽ test kỹ hơn cho anh em, tại vì bây giờ mới là bài mở hộp thôi, mình cũng không có thể nào khẳng định và kết luận được. Bên cạnh đó họ cũng nói là cái sản phẩm này nó có Intelligent Noise Cancelling. Thêm một cái nâng cấp đáng chú ý nữa là thay vì thu được 24 bit thì bây giờ anh em đã có thể thu được 32 bit, để khi mà về chúng ta có thể có nhiều thứ để hậu kỳ hơn. Mình cũng sẽ thử cái đó ở trên máy tính cho em coi luôn. Bên cạnh đó thì những cái tính năng cơ bản mà chúng ta có, ví dụ như dùng hai cái mic TX này làm hai kênh liên biệt thu stereo, hoặc là trộn chung làm mono, hoặc là anh em nào có thể thích á, mà cẩn thận hơn á, thì chúng ta có thể sử dụng safety channel, tức là thay vì một cái bản thu bình thường thì nó còn có một cái bản thu rời nữa với cái mức âm lượng là từ 6 dB, để từ đó chúng ta về mà khi mà lỡ cái bản gốc á, nó có cái chuyện gì thì chúng ta còn có một cái file backup.
DJI họ chăm chút rất là nhiều thứ, và cái phạm vi hoạt động của cái mic này nó lên tới 250 m, nó giống như đời cũ thôi. Nhưng mà đời cũ của tụi mình chưa có test, thì bây giờ trên sản phẩm đời mới này tụi mình cũng test và xem thử xem là cái chất lượng của nó tốt tới đâu, có giống như DJI quảng cáo hay không. 250 m này hình như họ nói là 250 m mà không có vật cản á. Về cơ bản thì cái chiếc DJI Mic 2 này nó sẽ được sử dụng dành cho ai? Dành cho những anh em nào mà đang sử dụng các sản phẩm của DJI như Pocket 3, như Osmo Action 4 thì mình không nói à. Sử dụng chung combo đó thì nó quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà những anh em mà sử dụng điện thoại như mình á, bình thường á, hoặc là những anh em nào xài những cái chiếc điện thoại Android khác, ở đây mình có iPhone 15 ha. Đó, mình sẽ lấy cái mic USB-C ra để mình kết nối thử cho anh em xem. Lắp cái adapter chuyển USB-C vô, nó rất là thủ công. Đơn giản như thế này thôi, chỉ mất một vài giây là anh em đã có thể kết nối được rồi. Bật nguồn của cả hai cái mic này lên. Đó, confirm lên cái, bắt đầu ghi nha. Ok, mình sẽ quay một đoạn video để cho anh em xem thử nha. Alo alo 1234 1234 alo alo 1234. Rồi. Bây giờ cho anh em nghe thử cái âm thanh của nó nha. 1234 1234 alo alo 1234. Đó, đơn giản chỉ như vậy thôi, chỉ vài giây là chúng ta đã có thể set up xong một cái mic ghi âm. Anh em có thể cầm đi vlog, anh em có thể cầm đi quay phim ở bất kỳ đâu mà anh em muốn. Đó, rất là đơn giản. Và đây vẫn là một trong những cái sản phẩm tuyệt vời nhất mà mình từng được sử dụng của nhà DJI, bên cạnh khá là nhiều sản phẩm khác. Cái chiếc mic đời đầu á, tới bây giờ Tinh Tế vẫn đang sử dụng, và trong 2 năm qua toàn bộ nội dung TikTok của Tinh Tế được quay bằng cái chiếc DJI mic đời đầu. Và đến bây giờ mình nghĩ là nó vẫn còn sử dụng rất là tốt trong vòng khoảng độ một vài năm nữa. Cho nên là DJI nâng cấp cái chiếc Mic 2 này, mình sẽ xem xét thử coi là nó có tốt hoặc là có đáng để anh em nâng cấp lên không. Xin hẹn em ở bài trải nghiệm nha, mình sẽ trải nghiệm rất là kỹ nó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.